Yeah, xin chào các bạn nha. Ok, yeah. Đây là một khẩu súng gì đây? Yeah. Đây là một khẩu súng rồng các bạn ơi. Wow, con rồng, có hai con rồng này. Ôi, rồng 24K đấy các bạn ạ. Chạm chỗ bằng vàng các bạn ơi. Ôi, trên này có hai lòng này. Đây một lòng này, ba lòng luôn các bạn ơi. Quanh lại màu vàng này. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng ngắm các bạn ơi. Đấy, khẩu súng ngắm này rất là xịn sò nhé các bạn nha. Yeah. Ok. Wow, còn đây đó là một khẩu súng AK-47 của Superman người nhện các bạn ơi. Trên đầu có một cái lưỡi lê này các bạn ơi, rất đẹp luôn các bạn ạ. Yeah. Rất đẹp nhá. Ok. Tiếp đến đó là một mặt nạ. Rất là nhìn rất là hài hước nhưng rất là hắc ám nha các bạn nha. Đây là mặt nạ trong phi vụ hacker các bạn ạ. Yeah. Những tên hacker máy tính này hay đeo mặt nạ này lắm các bạn ơi. Yeah, ok. Tiếp đến đó là mặt nạ rất là hài trong của một cái nước gọi là nước Hàn Quốc à. Đây là mặt nạ truyền thống các bạn ạ, lông mày dính nhau này. Ok. Wow, một khẩu súng nước bạn ơi. Wow, khẩu súng nước màu cam kết hợp với bình chứa nước màu vàng nhá. Khi mà bắn nước ấy mà hết thì mình phải xoáy cái nắp lại, xoáy cái bình chứa vàng này ra nhé các bạn nhé. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng lục. Khẩu súng lục này nhìn đẹp chưa. Ok. Wow, đây là một khẩu súng máy các bạn ơi. Khẩu súng máy màu bạc nhá, băng đạn màu vàng luôn. Kết hợp giữa hai màu rất là sang trọng, đó là màu bạc và màu vàng các bạn ạ. Ok. Đây là một chiếc mặt nạ Joker ma quái phiên bản Halloween các bạn ạ. Ok. Còn đây đó là một khẩu súng máy của đội trưởng Mỹ, cái khiên này các bạn ơi. Wow, rất đẹp luôn. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng cối các bạn ạ. Wow, súng cối đẹp chưa. Ok. Cuối cùng đó là một khẩu súng nước màu xanh lá cây, bình chứa nước màu cam này các bạn ơi. Nắp để chan nước này các bạn này. Yeah. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.